德国联邦国防部长兰布雷希特14号表示，德国将会密切观察中共的军事动向，并关切印太地区的安全问题。请回答。Chương trình đài phát thanh tin lành xuyên thế giới được phát thanh trên làn sóng 11.550 kHz vào lúc 19:45 hàng ngày. Chào quý thính giả đến với chương trình Tìm hiểu Phúc Âm Giang. Xin mời quý thính giả cùng bước vào phần thứ tư, bốn lời chứng về thần tánh của Đấng Christ. Kinh Thánh trong Giang đoạn 5 từ câu 31 đến câu 40. Nếu ta tự mình làm chứng lấy, thì sự làm chứng ấy không đáng tin. Có người khác làm chứng cho ta, và ta biết rằng chứng người đó làm cho ta là đáng tin. Các ngươi có sai sứ đến cùng Giang, thì người đã làm chứng cho lẽ thật. Còn ta, lời chứng mà ta nhận lấy chẳng phải bởi người ta, nhưng ta nói vậy đặng các ngươi được cứu. Giăng là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người. Nhưng ta có một chứng lớn hơn chứng của Giăng, vì các việc cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó, làm chứng cho ta rằng cha đã sai ta. Chính cha là đấng đã sai ta cũng làm chứng về ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, chưa hề thấy mặt Ngài, và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin đấng mà Ngài đã sai đến. Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó là được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta.